Thưa quý vị, ngành du lịch là ngành tạo nguồn kinh tế chủ lực cho thành phố Đà Nẵng. Theo đó, xác định thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh với độ bao phủ tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao. Trong những ngày qua, thành phố đã đón khách du lịch nội địa trở lại an toàn. Bên cạnh đó, đã sẵn sàng đón thêm dòng khách quốc tế trong điều kiện an toàn, linh hoạt phòng chống dịch COVID-19. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép Đà Nẵng được đón khách quốc tế trong tháng 11 tới. Theo đó, Sở Du lịch đã xây dựng lộ trình và hình thức đón và phục vụ khách quốc tế dự kiến gồm hai giai đoạn rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng đã sẵn sàng cho kế hoạch đón khách quốc tế. Tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, công tác đón khách đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, dù cho khách quốc tế hay nội địa thì đều đảm bảo cho hành khách khi xuống sân bay có thể làm thủ tục dễ dàng, nhanh chóng. Đồng thời, công tác phòng chống dịch luôn được thực hiện thường xuyên để hành khách an tâm khi di chuyển ra vào Đà Nẵng bằng đường hàng không. Chúng tôi từ đầu mùa dịch Covid từ năm 2020 thì chúng tôi cũng đã thiết lập các hệ thống quản lý an toàn liên quan về yếu tố phòng chống dịch. Chúng tôi đã đạt được chứng chỉ của tổ chức cảng hàng không quốc tế ACI về phòng chống Covid. Chúng tôi cũng đã thực hiện chương trình hành lang xanh của ACV, trong đó kiểm soát rủi ro đối với lại cơ sở hạ tầng, con người và quy trình để đảm bảo rằng là kiểm soát đầy đủ các yếu tố rủi ro đối với hành khách đi máy bay. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, phương án do Sở Du lịch xây dựng để đón và phục vụ khách quốc tế đến Đà Nẵng là hoàn toàn hợp lý, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch nhận định là thành phố đủ nguồn lực, đủ phong phú về mặt sản phẩm và nhất là đủ sự an toàn về điểm đến cho du khách quốc tế. Thì có thể khẳng định Đà Nẵng là cái điểm đến sẽ thu hút tốt nhất các nguồn khách, cả thương mại đầu tư, cả nguồn khách du lịch thuần túy, do các thị trường tiềm năng của Đà Nẵng sẽ là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, sau đó là Trung Quốc, Đài Loan và Đông Nam Á, thì đều là các nguồn khách tiềm năng của Đà Nẵng với cái sự phù hợp về hệ thống dịch vụ, hệ thống hạ tầng, hệ thống sản phẩm rất cao. Thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm phù hợp với từng nguồn khách, phù hợp với từng giai đoạn phục hồi của thị trường, cũng như là cái lộ trình cho phép của chính phủ cũng như là lãnh đạo địa phương. Sở Du lịch cho biết thành phố đã và đang mở cửa đón khách, nhưng công tác phòng chống dịch sẽ đặt lên hàng đầu. Sở đang làm việc với đối tác song phương để đảm bảo khách có hộ chiếu vaccine đến Đà Nẵng, qua đó hướng đến ngành du lịch an toàn với tinh thần là đảm bảo an toàn trên hết cho người dân và du khách.